Thì đấy chỉ là một trong những vài ví dụ để mà cho tôi nói rằng phong thủy âm trạch nó không hoàn toàn là nó quá là kinh khủng như mọi người nghĩ đâu. Và những cái câu ví dụ như là nhất mộ nhì phần tam bát tự không hoàn toàn đúng, nó chỉ đúng trong một số trường hợp thôi. Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay trong cái dịp tiết thanh minh này, tôi sẽ chia sẻ một chút về những cái phần mà liên quan đến câu hỏi về phần phong thủy âm trạch cũng như là phong thủy mộ phần. Tôi thấy có những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng, những cái quan điểm mà thấy rất là sai về mặt phong thủy. Ví dụ cứ cho là phong thủy âm trạch là số 1, nhưng mà cái quan niệm đó theo tôi nó không hẳn là đúng đâu. Bởi vì sao? Mọi người cứ bám vào cái câu là nhất mộ nhì phần tam bát tự. Nhất mộ là gì? Nhất mộ là nhất là âm trạch, nhì phần là gì? Là dương phần, là dương cơ, phong thủy dương cơ. Còn tam bát tự tức là phần liên quan đến mệnh lý, phần liên quan đến tử vi, phần liên quan đến số mệnh con người. Và với cái câu ca quyết này, họ nghĩ rằng là số 1 là phong thủy âm trạch, thứ 2 là phong thủy dương cơ, và thứ 3 là mệnh lý học với bát tự hoặc là tử vi. Thì theo tôi quan điểm này không hoàn toàn đúng nhé, thậm chí là có những cái nét mà rất là sai. Tôi chỉ đặt vấn đề với cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà trong lịch sử Việt Nam, cái giai thoại nó rất là đúng, vì là tôi được nghe từ những người trong cuộc chia sẻ về lịch sử. Đó là câu chuyện về lịch sử cái thời gọi là Gia Long Nguyễn Ánh, có những cái cuộc mà chiến đấu với cả vua hoàng đế Quang Trung ấy. Thì trong lịch sử người ta ghi là khi mà ông Quang Trung ông ý chinh phạt những cái vùng đất của chú Nguyễn ấy, thì ông không chỉ là đốt phá thành trì, không thì chỉ là gọi là thủ tiêu diệt gia tộc của Nguyễn, của ông vua Nguyễn Ánh, thì ngoài ra ông còn có những cái động thái liên quan đến phá hủy cả mồ mả, lăng tẩm tổ tiên của Nguyễn Ánh, thậm chí cho những cái gọi là xác vào những cái pháo thần công và bắn, hoặc là làm những cái động tác mà để mà phá hủy lăng mộ Nguyễn. Không biết là do căm thù hoặc là do điều gì đó, nhưng mà rõ ràng là mộ huyệt của nhà họ Nguyễn, những cái người mà thân tộc ra Nguyễn Ánh bị phá hủy, đúng không ạ? Mà nếu mà theo cái câu ca quyết là nhất mộ nhị phần tam bát tự, thì rõ ràng là về mặt mộ phần, tức là cái quan trọng số 1 của Nguyễn Ánh đã bị thủ tiêu, đã bị tiêu diệt. Thế vậy thì tại sao mà Nguyễn Ánh lại có thể là, nói như nào nhỉ, về mặt gọi là đảo thế cờ một cách ngoạn mục, lội ngược dòng, đúng không ạ? Ông đang từ là những cái phần tử mà rất là yếu thế, bị Quang Trung rồi thì ba anh em nhà Tây Sơn truy quét ra khỏi Việt Nam, không chỉ là một lần, không chỉ là hai lần, không chỉ là ba lần, mà rất nhiều lần. Và Nguyễn Ánh rốt cục thì sau khi Quang Trung, hoàng đế Quang Trung băng hà, chỉ có hai hay mấy năm sau thôi là Nguyễn Ánh đã có thể là thôn tính cả một cái vương triều của vua Quang Trung để lại, và lên ngôi trở thành hoàng đế của vương triều Nguyễn. Và thậm chí là thời kỳ Gia Long và những cái thời kỳ sau của nhà Nguyễn ấy, mặc dù là không có được mộ phần phong thủy tốt, đúng không? Rõ ràng là mộ phần họ đã bị vùi dập, họ đã bị phá hủy rồi, nhưng mà tại sao thì lúc đấy ông có thể là mở rộng lãnh thổ Việt Nam? Mà cái lãnh thổ Việt Nam thời nhà Nguyễn là một trong những cái lãnh thổ mà về mặt diện tích lớn nhất cho đến ngày nay. Thì đây là một câu hỏi tôi đặt cho quý vị, những cái quý vị mà cứ nghĩ là phong thủy mộ phần là quá quan trọng, đúng không ạ? Vấn đề thứ hai tôi đặt cho quý vị biết, để mà nói về phương Tây và phương Đông chẳng hạn, như người Tây có phong thủy không? Họ cũng có, nhưng mà phong thủy chủ yếu là về mặt dương cơ thôi, ngôi liên quan đến ngôi nhà thôi. Còn về phong thủy mộ phần có không? Chắc chắn là không, đúng không? Nhưng mà thế tại sao Tây lại văn minh hơn châu Á, đúng không ạ? Lại có thời kỳ là người Tây phương họ thống trị, rồi họ chi phối từ Nhật Bản, đúng không ạ? Chi phối Nhật Bản, thôn tính, chia năm xẻ bảy Trung Quốc. Trung Quốc là một đất nước mà
mà chúng ta nhìn thấy là lăng tẩm 13 triều nhà Thanh, đúng không? Hoành tráng đồ sộ như thế nào? Thế tại sao mất nước? Thì đây là một cái câu hỏi lớn nha quý vị nhá. Thực ra mà nói, để mà nói thì có những thứ nó còn mạnh mẽ, nó vẫn to lớn hơn rất là nhiều so với phong thủy âm trạch. Để mà nói về phong thủy âm trạch mà nói thì phong thủy nếu mà làm cho một cá nhân, một dòng họ thì rõ ràng là về mặt nguyên lý phong thủy là làm phong thủy cho đời bố, đời ông thì nó sẽ ảnh hưởng cho đời con, đời cháu và tầng tầng lớp lớp những chi họ hàng về phía sau, đúng không? Thì nôm na trong dòng tộc nó cũng chỉ khoảng 200-300 người thôi, thì những cái nhỏ lẻ khoảng 400-500 người chẳng hạn thì nó cũng chỉ là một tập hợp người thôi. Và thông thường phong thủy âm trạch nó có những cái sẽ ảnh hưởng nhất định đối với những cái nhóm đó và tập hợp đó. Nhưng mà tuy nhiên trong xã hội, nhất là trong xã hội văn minh phương Tây chẳng hạn, thì nó có những cái tập nhóm nó rất là mạnh. Đó là gì? Nó về là đảng phái chính trị. Khi mà chúng ta có được những cái dinh cơ, được những tòa nhà mà chúng ta làm phong thủy cho nó rất là chuẩn về mặt dương cơ ấy, thì những tòa nhà đó, những trụ sở đảng phái đó, họ vững mạnh lên, nó tập hợp trong đó cả triệu đảng viên luôn, thì nó sức mạnh nó khủng khiếp đến mức như thế nào. Thì để mà nói là câu chuyện là về mặt dương cơ phong thủy cũng như là âm phần phong thủy, thì có những cái lúc phong thủy dương cơ nó mạnh mẽ, nó chi phối hơn phong thủy âm phần đấy, chứ không phải là lúc nào phong thủy âm phần nó cũng là những cái mà nó là một tiêu chí quá mạnh mẽ mà chúng ta cấp thiết phải đạt được, đúng không? Thì trong quá trình mà làm phong thủy của tôi ấy, thì tôi có làm rất là nhiều trụ sở ban ngành của bộ, hoặc là bộ ban ngành, hoặc là những cái trụ sở của những cái công ty tập đoàn lớn. Mà tôi nói những cái trụ sở công ty tập đoàn lớn thì xin thưa rằng nó phải vài chục nghìn người, thậm chí là những cái tập đoàn lớn thì nó phải cả 100.000 người đấy. Hoặc là ví dụ như là tôi đi làm phong thủy cho những cái dự án khu đô thị chẳng hạn, khu đô thị nó 200 hecta, thì quý vị biết là dân nó nhiều như thế nào, nó có thể thậm chí lên đến khoảng nửa triệu dân trong ở đấy, thì cái sức mạnh phong thủy nếu như mà làm chuẩn thì nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào. Thành ra về mặt phong thủy mà nói nhá, khi mà những cái quốc gia mà văn minh châu Âu ấy, họ đã đạt được những cái tiêu chí khi mà họ xây dựng những cái khu đô thị mà nó có những cái tỷ lệ hài hòa, cấu trúc hợp lý, năng lượng thông suốt điều hòa, thì như vậy họ đã tạo ra những cái đô thị nó rất là thịnh vượng, nó rất là may mắn, nó rất là trù phú cho cả 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu người sống trong cái đô thị đó, đúng không ạ? Thì cái việc mà làm phong thủy dương cơ hay âm phần quan trọng hay không, thì tôi chỉ xin đưa những cái ví dụ đó để cho quý vị thử suy nghĩ thêm. Hoặc là để mà nói cho quý vị nghe một cái ví dụ. Ví dụ như là chúng ta biết là trong cái thế giới này thì dương chi phối âm, đúng không ạ? Mạnh chi phối yếu. Việt Nam là một nước nhỏ, Việt Nam chịu những sự chi phối của những cái đất nước lớn, những cái cường quốc lớn. Thì có những cái tòa nhà trên thế giới, ví dụ như là cái tòa nhà trên đồi Capitol của Mỹ chẳng hạn, nó là tòa nhà quốc hội, đúng không? Trong đó có cả thượng viện, cả hạ viện, và đưa ra những cái quyết sách rất là lớn trên thế giới. Thì cái phong thủy đó là một trong những cái đỉnh cao về mặt phong thủy. Và mỗi chính sách của thượng viện hay hạ viện đưa ra thì nó chi phối toàn thế giới. Tôi chỉ nói đơn cử là Tổng thống Mỹ quyết định những cái nhân vật lên để nắm cơ quan gọi là Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và đưa ra những chính sách về tiền tệ. Và những chính sách tiền tệ đó nó là những cái mà công cụ để bơm tiền ra hay hút tiền vào. Và khi mà hút tiền ra hay là bơm tiền vào thì cả thế giới này nó biến đổi theo cái nhịp điệu của Fed. Chúng ta thấy là cái thời kỳ mà khoảng nửa năm hay là một năm gần đây, chính sách của Fed nó đã làm thế giới nó chao đảo như thế nào. Và những cái cơ quan như là cơ quan tòa nhà quốc hội của Mỹ trên đồi Capitol ấy, thì nó là những cái đơn vị mà phê duyệt những cái người mà lên nắm quyền của Fed. Ví dụ
ông Tổng thống Mỹ ông đề xuất là ông A này lên để làm phép, nhưng mà người phê duyệt cuối cùng hay không thì đó chính là tòa nhà Quốc hội Mỹ, những cá nhân nằm trong tòa nhà đó. Và chính là cái phong thủy của tòa nhà đó, nó là một trong những cái rất là quan trọng. Nó không chỉ tạo nên những cái thịnh suy của cả đất nước Mỹ mấy trăm triệu người, đúng không? Mà nó còn chi phối cả cái không gian liên thông của cả cái trái đất này về mặt chính sách tiền tệ, tức là thịnh suy của cả 7-8 tỷ người trên cái hành tinh này cũng dựa vào đơn một cái phong thủy dương trật như vậy thôi, đúng không ạ? Thì đấy chỉ là một trong những vài ví dụ để mà cho tôi nói rằng phong thủy âm trạch nó không hoàn toàn là nó quá là kinh khủng như mọi người nghĩ đâu. Và những cái câu ví dụ như là nhất mộ nhì phần tam bát tự không hoàn toàn đúng, nó chỉ đúng trong một số trường hợp thôi. Thực ra cái câu mà đúng ấy, thì nó phải là cái câu mà nhất mệnh này, nhì vận tam phong thủy, tức là mệnh số con người nó là cái lớn, là cái bao trùm, sau đó thì nó có những cái vận trình đấy là theo kiểu là 10 năm 20 năm, và tam là phong thủy, là những cái yếu tố thứ yếu có thể chúng ta đem cái đó vào chúng ta để mà chúng ta cải tạo vận mệnh, trợ mệnh cho chúng ta thôi. Và những cái công cụ mà trợ mệnh ấy hoặc là cải tạo mệnh ấy thì đó là những công cụ gì? Đó là công cụ liên quan đến mộ phần, công cụ liên quan đến phong thủy dương trạch, công cụ liên quan đến bát tự, tức là xem dụng thần bát tự là chúng ta hành nào vượng, hành nào suy, chúng ta bổ cứu nhau, bổ cứu vào đó thì nó mới có câu là nhất mộ nhì phần tam bát tự. Và nó chỉ đúng trong cái trường hợp nó gọi là cải vận, cải tạo vận mệnh thôi, chứ nó không phải là để mà nói là mộ là number one đâu nhá quý vị nhá. Và nhân cái tiết thanh bình này thì tôi chia sẻ cho quý vị để mà quý vị có được những cái quan điểm đúng về các bộ môn, các cái đấu pháp trong phong thủy mà ứng dụng sao cho hợp lý nhá. Thì tới đây thì tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.